vừa giúp em. 40 đến 65 cân đổ về các hình yêu mặc vừa nhá. Đây xanh đây ạ. Xanh đẹp chưa các tình yêu ơi? Đấy, ví dụ chị đào da ngăm nhá. Chị đào da ngăm chọn cho em màu xanh này. Màu xanh nhá mọi người nhá, màu xanh này, màu hồng này hoặc màu vàng. Da ngăm, da đen chọn cho em màu hồng, màu vàng hoặc là màu xanh em đang mặc nhá. Đấy, sang chưa ạ? Những mẫu này các chị mặc lên rất là trẻ trung này. 195.000 nhá. Nhận được hàng rồi đẹp lắm em cảm ơn chị nhá. Em 65 cân và em 60 cân và cao 1m65 chị ạ. Sang chưa? Mẫu này đi giày thể thao thoải mái giúp em nhá. Đấy, riêng những cái này về nhận hàng mà các chị cảm thấy chất là không đúng như lời em nói này, chất rời rạc hoặc chất nó quá mỏng chẳng hạn. Đấy, thì các chị có thể quay đầu về đây giúp em. Tại sao chị không thấy em nhỉ? Có thấy bằng lăng tím mà. 5 bộ à, bằng lăng tím ơi em đặt cái gì em để lại số điện thoại ở trên line đi. Mai bạn nhân viên bạn gọi điện cho nhanh. Ok Trang Nhung nhá. Ok nâu chờ em tí. Ôi, xanh này các tình yêu nhìn này, đẹp chưa? Mẫu này mặc lên nó rất là dịu. Rất là dịu. Nó không bị nó không bị quá chói và không bị quá phản nhá mọi người nhá. Đây các chị nhìn này, màu xanh này, chất vải rất là mịn. Ok chị đặt lụa nhá. Rồi bắt đầu lên cho em màu xanh đi các tình yêu ơi. 195.000 kèm màu kèm số điện thoại. Đấy, sang chảnh như này các chị không mua thì quá tiếc luôn. Các chị nhìn này, toàn bộ hàng nhà em đều có chiếc eo. Và cái thứ hai là dáng áo của nó là dáng áo buông, nên kể cả các chị bụng có 2-3 ngần các chị mặc cũng không bao giờ bị lộ bụng nhá. Ok, nâu cho em tí nhá, nâu cho em tí nhá. 195.000 một bộ. Đấy, chốt xanh kèm số điện thoại cho em ạ. Đủ màu đủ size nhá mọi người nhá. Hay là bị ẩn hết nhở? Ẩn đâu. Đủ màu đủ size, bao vừa từ 40 đến 65 cân nhá. Đây. Nâu da bò nhá mọi người nhá. Nâu da bò này. Nhận được hàng rồi đẹp lắm. Em cảm ơn cô, cháu cảm ơn cô nhá. Đây các hình yêu nhìn này. Đấy, quần đều có sọc hết nhá. Quần đều có sọc. Sang chưa ạ? Đấy. Mẫu này các chị mặc lên không sang không lấy tiền luôn. Ok Trần Hương nhá. 50 cân vừa nhá chị ơi. Vừa nhá, cứ từ 40 đến 65 cân nhé em, đủ màu đủ size hết nhá. Ok chị Ngô Thảo lấy bộ nào lên số điện thoại bộ đấy cho em nhá. Đây. Vàng. Vàng rất đẹp và rất là xinh luôn. Đỏ này. Đấy. Xanh nhá mọi người nhá. Xanh này. Đen này. Đấy, sang chưa? Xanh đen nhá mọi người nhá. Nâu này. Nâu tây nhá. Các chị nhìn chất vải của nhà em nhá mọi người nhá. Chất vải nó co giãn ở mức độ vừa phải, không quá giãn và không nó có giãn mức độ vừa phải, thế cho nên là các chị mà giặt máy giặt tay thoải mái luôn, không bao giờ sợ nhão nhá. Ok đen cho em tí nhá. Rồi 10 bộ duy nhất nha các chị ơi, 10 bộ duy nhất. Em sale giá 195.000 trong số 200 người đang xem đây, hai máy nhá. 200 người đang xem đây sẽ chỉ còn đúng 10 bộ thôi. 10 bộ duy nhất nữa em sale giá 195.000 nhá mọi người nhá. Đây ạ. Về các chị có thể bóc ra mọi người kiểm tra này, 255.000 một bộ nhá, giá của nó đây. Đấy, giá nó đây nhá mọi người nhá. 255.000 một bộ. Đấy, chỉ còn đúng 10 bộ duy nhất nữa em sale cho các chị với giá là 195.000. Rồi, tiếp tục nha. 10 chị này sẽ chia sẻ giúp em một lần lên trang cá nhân thì để em để 10 bộ cuối cùng cho nhá. Hết rồi không còn nữa đâu ạ. 52 cân vừa nhá. Rồi, cùng màu chưa về chị ạ. 10 bộ cuối cùng nha, lên theo cú pháp cho em là gì? 195.000 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 2X to nhất nha tình yêu nhá. 65 cân em có nhá chị Nguyễn Thị nhá. Cứ từ 40 đến 65 cân là vừa. Đây em mặc lên màu nâu cho các chị xem này. 10 bộ cuối cùng sẽ được sale với giá 195.000 nhá. Em có ghi giá mà mọi người ơi. 10 bộ duy nhất sẽ được sale với giá 195.000. Lên bắt đầu lên cho em đi ạ. Đúng 10 bộ thôi. Đây các tình yêu nhìn này. Đẹp chưa? Mẫu này thị trường bán giá không bao giờ ít nhất cũng phải từ 300-400 nghìn. Chất của nó là hàng chất cô tông hàng loại 1 nhá. Nhà em chỉ trung thành với hàng loại 1 thôi ạ. Không bao nói không với hàng xưởng. Rồi Hiền Nguyễn lên số điện thoại cho em đi ạ. 195 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng nhá. Màu nâu tây. Ôi các chị nhìn màu nâu tây này. Đấy. Nâu tây nha các chị nhá. Nâu tây, nâu tây. Rồi chị Hiền Nguyễn lên số điện thoại cho em nhé.
Đẹp chưa các tình yêu ơi? Màu nâu tây nhá. Hôm nay các chị đeo giày trắng em phải gọi hết sảy luôn. Đấy, sang chưa? Nâu tây nhá. 195.000 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng giúp em. 195.000 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng giúp em nhá mọi người nhá. 68 cân không vừa rồi chị ạ. Đây hàng nhà em đủ size đủ số hết. Đấy, bà nào mua hàng nhà em rồi thì biết nhá. Còn bà nào chưa được thưởng thức thì hôm nay mua đi ạ. 195.000 một bộ. À, em đang mặc size XL nhá. Em đang mặc size XL. Chất vải của nó đẹp lắm các chị ạ. Những cái bộ đơn giản như thế này thôi nhưng các chị mặc lên nó sẽ rất là sang. Đấy, nhiều bộ họa tiết chẳng chịt đấy ạ. Hoa lá cành rồi là hoa thêu nọ kia ấy, nhưng đảm bảo các chị mặc lên nó sẽ rất là quê. Đấy, càng đơn giản thì càng đẹp. Càng đơn giản thì càng đẹp. Với những cái chất liệu xịn như thế này các chị mặc lên dáng rất là tôn dáng, tôn da. Rồi, 195.000 kèm màu kèm số điện thoại nhá. 195 kèm màu kèm số điện thoại trên cùng một dòng giúp em. Màu nâu nhá mọi người nhá. Nâu này, đỏ này. Đấy, 10 chị cuối cùng nhá. 10 chị cuối cùng sẽ được mua bộ này với giá 195.